Đàn ông khôn ngoan đừng dại lấy vợ già. Quý vị thân mến, không thể phủ nhận những mặt lợi của việc lấy vợ hơn tuổi mang lại như sự chín chắn của người phụ nữ, cuộc sống gia đình dễ bắt nhịp hơn. Tuy nhiên, nam giới lấy vợ nhiều hơn tuổi vẫn gặp phải nhiều rắc rối về mặt tâm lý cũng như những khúc mắc trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Trong cuộc sống đã có nhiều trường hợp vợ già chồng trẻ phải chia tay nhau tại tòa vì những lý do rất đời thường mà cả hai vợ chồng không thể vượt qua. Khó khăn lớn nhất mà họ mắc phải đó chính là rào cản tâm lý của hai vợ chồng. Rào cản này có thể nảy sinh từ chính hai người, nhưng cũng có thể hai vợ chồng phải hứng chịu từ phía cộng đồng. Ba lý do đàn ông thông minh sẽ không bao giờ lấy vợ hơn tuổi. 1. Vấn đề sức khỏe. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng sự chênh lệch về tuổi tác cũng có thể gây ra sự chênh lệch về sức khỏe giữa hai người trong mối quan hệ. Người lớn tuổi thường có nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường hoặc các vấn đề liên quan đến tuổi già. Điều này có thể tạo ra sự căng thẳng và lo lắng về tương lai của mối quan hệ, đặc biệt là khi có sự chênh lệch đáng kể về tuổi tác giữa hai người. Một người trẻ tuổi khi chọn lấy vợ là một người lớn tuổi cần phải hiểu và chấp nhận các thay đổi về mặt sức khỏe và nhu cầu chăm sóc đặc biệt của đối tác. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, thông cảm và sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống. Ở thời đại này, tình yêu không còn phân biệt tuổi tác, nhưng nếu với con số chênh lệch nhiều thì điều đó ghê gớm hơn bạn tưởng nhiều. Giờ thì cô ấy mới ngoài 30, vẫn còn chưa sinh đẻ gì nên như vậy, chứ chỉ thêm độ 5 tuổi nữa bạn mới thấy sức mạnh của sự chênh lệch tuổi tác lớn đến mức nào. Khi đó bạn đi làm, ra ngoài gặp bao cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, bạn mới thấy chán khi về nhà nhìn thấy người vợ già nua của mình. Điều đó không chỉ mình bạn chán đâu, mà còn là nỗi đau khổ với chính người phụ nữ nữa. 2. Áp lực xã hội và gia đình. Xã hội thường có những định kiến và tiêu chuẩn rất rõ ràng về mối quan hệ, đặc biệt là trong việc chọn vợ chồng. Việc lấy vợ hơn tuổi có thể bị xem là điều bất thường và đôi khi bị phê phán bởi sự kỳ thị và định kiến về tuổi tác. Những lời bàn tán và áp lực từ xã hội có thể tạo ra sự căng thẳng và lo lắng trong mối quan hệ, đặc biệt là khi cả hai phải đối mặt với sự chỉ trích hoặc phê phán từ người khác. Khi vợ già chồng trẻ, dư luận thường hay xì xào bàn tán hơn nhiều. Chàng hay bị coi là đào mỏ, là phi công trẻ lái máy bay bà già. Còn nàng thì luôn bị chê cười, trâu già mà ham gặm cỏ non, là hồi xuân vượt mức, là má lớn. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa một người đàn ông trẻ và một phụ nữ lớn tuổi có thể gây ra áp lực xã hội và gia đình, đặc biệt là nếu những người xung quanh không chấp nhận hoặc ủng hộ mối quan hệ này. Áp lực từ xã hội và gia đình có thể làm tăng sự lo lắng và bất an về tương lai của mối quan hệ. Cả hai bên có thể phải đối mặt với sự nghi ngờ và lo sợ về khả năng thành công của mối quan hệ trong bối cảnh áp lực và phản đối từ xã hội và gia đình. Điều này có thể gây ra sự căng thẳng và không chắc chắn trong mối quan hệ, đặc biệt là khi không có sự hỗ trợ và ủng hộ từ những người xung quanh. 3. Lấy vợ lớn tuổi bị kiểm soát. Trong một mối quan hệ, sự kiểm soát có thể làm nổi bật sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm giữa hai bên. Đặc biệt là khi người phụ nữ lớn tuổi có thể mang trong mình sự tự tin và quyền lực từ những năm tháng trải nghiệm. Sự tự tin này tuy có thể là một yếu tố tích cực, nhưng cũng có thể dẫn đến ý định chi phối và kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống gia đình. Mối quan hệ mà một bên cố gắng kiểm soát hoặc thao túng người kia thường không bền vững.
Sự kiểm soát không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng và tinh thần của đối phương, mà còn tạo ra sự bất hòa và căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ. Đôi khi, sự kiểm soát cũng có thể dẫn đến việc người bị kiểm soát cảm thấy bị tổn thương và thiếu tự do, khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng và khó khăn hơn. Trong một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc, sự kiểm soát không nên là điều bắt buộc. Thay vào đó, tôn trọng và sự tin tưởng là yếu tố then chốt. Hai bên cần phải có khả năng thảo luận, mở cửa và tôn trọng quan điểm của nhau. Sự tôn trọng và tự do cá nhân là cơ sở để xây dựng một mối quan hệ đồng điệu và hạnh phúc, không phải sự kiểm soát. 4. Khác biệt quan điểm. Trong một mối quan hệ, sự khác biệt về quan điểm có thể là một thách thức đáng kể, đặc biệt khi có sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người. Khi lấy vợ hơn tuổi, khác biệt về quan điểm có thể phát sinh từ sự khác biệt về kinh nghiệm sống, giáo dục và quan điểm về cuộc sống. Đôi khi, người phụ nữ lớn tuổi có thể có quan điểm cứng nhắc hơn và khó thay đổi do đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống. Trái lại, đàn ông trẻ hơn có thể có cái nhìn mới mẻ và mở rộng hơn về thế giới. Do đó, họ có thể có ý kiến và quan điểm khác biệt. Sự khác biệt về quan điểm có thể gây ra sự xung đột và căng thẳng trong mối quan hệ. Đôi khi, mỗi người có thể cố gắng ép buộc đối phương chấp nhận quan điểm của mình, gây ra sự căng thẳng và mất hòa thuận. Sự khác biệt về quan điểm cũng có thể làm mất đi sự tương thân và hiểu biết giữa hai người. Tuy nhiên, sự khác biệt về quan điểm cũng có thể làm cho mối quan hệ trở nên phong phú và đa chiều. Nếu hai bên biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của đối phương, họ có thể học hỏi và phát triển từ sự đa dạng này. Sự hiểu biết và sự linh hoạt trong quan điểm có thể giúp họ xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững. Vì vậy, khi đối mặt với sự khác biệt về quan điểm trong mối quan hệ với vợ lớn tuổi, quan trọng nhất là sự tôn trọng, sẵn lòng lắng nghe và sự sẻ chia. Bằng cách này, họ có thể vượt qua mọi thách thức và xây dựng một mối quan hệ đồng điệu và hạnh phúc. Phần cuối của video, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Hương Khói của tác giả Nguyễn Thu Hà. Bà Hai buông buông chén cơm còn hơn nửa xuống mâm, gác đôi đũa lên rồi bước sang bộ ván trà, kéo cái bình tích hãm khổ qua, rót ra ly, uống từng ngụm nhỏ. Cơm canh vợ Hai Sơn nấu ngon lành, hợp khẩu vị bà với món canh chua tép bông xo đũa và cá bông lau kho tổ, mà miệng bà hôm nay như nhai rơm đắng, nuốt hổng vô. Từ chiều qua tới giờ, lòng bà nóng như có lửa. Thằng Ba Khía lắc lắc cái đầu, ngăn ba nó đang định cất tiếng cằn nhằn, bà lại bỏ bữa. Bà thấy hết. Bà biết sự bồn chồn khiến bà ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, làm cả nhà buồn lây. Nhưng biết làm sao khi bà thương con Thủy còn mắc kẹt trên thành phố. Mấy nhà quanh ấp, con cái cháu chắt người ta về đủ, chỉ có nhà bà, tất cả tại anh em nó, đứa nào cũng cố chấp mà thành sứt mẻ, không thèm dòm mặt nhau gần chục năm trời. Ở tuổi 70 như bà, còn gì đáng buồn hơn chứ? Bà với chiếc quạt mo cao cuối giường, tiện tay lật đầu chiếu, lấy ra tấm hình gia đình con gái bà chụp bữa Tết. Thằng con rể bà, bản tính lầm lì ít nói, bữa đó cười toe toét khi với được cả chùm vú sữa chín nứt bà giữ để dành chờ nhà nó. Hai đứa nhỏ cười ngoác mang tai, ăn vú sữa mà như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Con gái bà ngời ngời hạnh phúc, mắt bà cay cay. Bà nhớ tụi nó quá, mà bà cũng ngại nên đâu dám ỉ ôi kêu tụi nó về. Bà ngại cái nhà tắm gác lá dừa nước, có bể nước giếng chưa lọc khiến tụi nó ngại tắm.
Bà ngại mâm cơm gia đình dọn ra, mé hiên chiều nước lên, gió ngược đồng, ruồi vo ve, khiến bọn nhỏ sợ. Bà ngại ngần nhiều thứ lắm mà bà giữ trong lòng. Nỗi nhớ với nỗi ngại ngần cứ sâu xé, khiến bà ăn ngủ không yên. Thằng Ba Khía ồ ồ với cha nó ở nhà ngoài. Bà nghe tiếng được tiếng không, nhưng vẫn hiểu hết ý thằng nhỏ. Cái thằng lanh khôn rắn giỏi, sáng trí y như cô nó. Không có nó hiểu ý bà, không có con Bần lúc nào cũng tò tò một tiếng nội ơi, hai tiếng nội à với bà, thì bà chẳng thèm dòm thằng cha chúng rồi. Sao mà nó có hai đứa con y chang ông bà? Có tụi nhỏ, vậy mà nó cố chấp không chịu hiểu lòng bà chứ. Cái quạt mo cao cứ đập phành phạch vô đầu gối, dù bà không thấy nực. Bà nghe tiếng tivi nhà ngoài đang hát tuồng Hương Cao Quê Ngoại, giọng Lệ Thủy như vuốt ve gan ruột bà, dù bà chập chờn vô giấc ngủ mỏi mệt. Hai Sơn ngồi bệt trên thân cây dừa đuông phá mới đốn mé ao. Tiếng côn trùng đón mưa lớn hơn thường khi. Lâu lâu có tiếng bống nước mé bìa chồng môn của lũ chàng hiu. Mới mưa có hai cơn mà đám môn tốt ôm. Ngó môn nấu cháo bò bằm, thêm xíu mắm ruốc lúc còn bốc khói là món con Thủy khoái nhất. Mỗi lần về, thế nào nó cũng nhắc rồi nuốt nước miếng, làm như ở phố nó đói dữ lắm, làm như ở trền Hồng có thứ đặc sản nào qua được cái món quê mùa đó. Anh nhớ cái năm đó nó đậu thứ nhì trường ngoại thương. Má mừng hết lớn, kêu hạ con heo thịt, tính chờ dỗ ba làm cơm mừng nó. Lúc đó con nhỏ gạt đi, đòi anh hai nấu món cháo môn thịt bò mà phải có đuôi bò hầm chung. Nó đã ăn nổi cháo đó trong hai ngày trời, nói để cho ngán đi, cho mỗi khi nhắc tới cháo môn bò bằm nó sẽ không còn thèm thuồng nữa trong 5 năm đi học. Anh thừa biết nó muốn giữ bằng được con heo để làm dỗ ba mà không để má và anh áy náy. Nó đi Sài Gòn biền biệt thân gái quê mới lớn trên đó. Mà Hồng hiểu anh hai nó vừa thương nó vất vả, vừa lo nó không được an toàn, vừa xót nó cực khổ đi mần gia sư rồi làm bưng bê quán ăn tự kiếm tiền học hành sinh hoạt. Làm như nó chê anh quê mùa, Hồng hay Hồng biết mấy ở trên. Cái khổ cực nhịn nhục nhịn miệng mà mỗi lần về chớp nhoáng nó toàn lẻo mép khoe nó có dư tiền biếu má vậy. Nó kiên quyết không nhận tiền anh đưa. Nó nói biết anh thương Tư Xuyến lâu rồi, còn không lo tiết kiệm mà cưới người ta, lỡ ai giành mất đâm hận đời rồi dẫn má lên chùa ở là nó mất gia đình. Anh đành thua cái tính ngang bướng của nó. Khi nó học năm ba, anh cưới Tư Xuyến. Lúc nó học năm cuối, thằng Ba Khía ra đời, rồi nó đi làm ở lì trên chèn. Năm về đôi lần thì lớp lo quà cho cháu, lớp lo cho má, lo cả sắm lại bộ nữ trang. Y bộ nữ trang cưới má đã bán đi làm tang ba. Anh mỗi ngày một tủi thân và thấy có lỗi với nó hơn, lại càng xa nó hơn khi chẳng giúp được gì cho em gái. Rồi cái nhà ba cất đến lúc cần thay đổi. Con Bần ra đời, cần cái nhà tường chắc chắn thay cho liếp vách. Anh và vợ lẳng lặng vay mượn rồi làm, không cho má nói với nó, mà không hiểu sao nó lại hay đem tiền về đưa anh trả nợ. Hồng biết anh ăn phải giống gì mà hôm đó anh la nó thậm tệ. Không rõ do mặc cảm anh không bằng được em gái hay cảm giác có lỗi vì thiếu trách nhiệm với nó nhiều hơn. Con nhỏ bỏ về thành phố sau khi nói đúng một câu. Hai mần nhà này là mần cho cả nhà mình hay mần cho riêng hai mà chê tiền của tôi? Bộ hai Hồng muốn tôi về ở nhà này nữa sao mà làm vậy? Hai ngon thì mần sao cho má vui. Chị hai và hai đứa cháu tôi có nhà chắc chắn để ở, nhưng đừng bắt họ lo vì món nợ thiên hạ. Còn Hồng thích cho tôi ở chung
thì từ nay tôi hỏng về nữa. Mai mốt tôi về rước má lên trển với tôi đó. Nó nguây nguẩy đi, má khóc dữ một trận, buộc anh phải mang số tiền nó đưa đi trả nợ liền. Con nhỏ lanh như quỷ, nó tính sao vừa y, nên khi mần nhà xong, anh thảnh thơi phơi phới. Lứa heo trúng, anh mua được đồ đạc trong nhà đầy đủ. Cuối năm dỡ vụ cá, lại trúng mùa măng cụt, anh chớp cơ hội mua thêm miếng ruộng, kế miếng ruộng của nhà để cấy đầy hai vụ. Cứ vậy, rồi khi nó dẫn thằng chồng về ra mắt, anh cũng chưa lo được cho nó thứ gì. Vậy nhưng nhà thì không còn thiếu hụt, má khỏe ra và hay cười hơn. Vận tốt không ở lâu, liên tiếp ba vụ cá và heo cùng bệnh dịch ngay lúc bụng nó lùm lùm đứa con đầu. Anh kiên quyết không nhận thêm một đồng nào từ em gái nữa. Có lẽ nó hiểu anh nên không ép mà tìm hướng gỡ cho anh lúc bí bằng cách hướng dẫn vay ngân hàng lãi suất thấp và tìm đầu ra trên thành phố bao thầu toàn bộ gà vợ anh nuôi. Nó chỉ cả cách tranh thủ nuôi thỏ và vịt trên vuông vườn. Năm đó, nhờ năng suất cao và các vật nuôi xuất chuồng nhanh, quay vòng liên tục, vợ chồng anh không những trả hết nợ mà còn dư chút ít. Vợ anh một tiếng cô út, má anh một tiếng con thủy, khiến anh càng mặc cảm với em gái hơn. Rồi nó dẫn chồng con về ở thường hơn, từ đây lòi ra cái sự nếp sống quê, phố giờ trùng trùng khác biệt khiến anh khó chịu. Mấy đứa nhỏ ở phố chân hồng quen mùi đất, da hồng quen nước giếng. Nhà nó về là dần dần bữa đầu, bữa sau bí dị. Ngay cả nó cũng không còn quen nếp quê nữa. Nó bàn với má và vợ anh xây thêm trái nhà, lắp cái điều hòa phòng mấy ngày nắng gắt để má và mấy đứa nhỏ nằm ngủ. Tiện xây cái nhà vệ sinh như trên thành phố, dính liền nhà tắm, vòi sen gắn máy nước nóng, má tắm cho khỏe. Má và vợ anh rất vui, còn anh thì chạnh lòng quá. Phần vì thấy mình thụ động kém cỏi, phần vì thấy như nó đã không còn là đứa em gái bé bỏng ngày nào. Mấy lời thằng Ba Khía mới nói khi nãy làm anh suy nghĩ. Thằng nhóc hỏi anh có biết nhà trên phố họ mở cửa như thế nào không? Rồi nó tả cho anh rằng chỉ cần cầm tấm nhựa như cái thẻ ngân hàng của vợ anh quẹt qua miếng kim loại có gắn cái gì kêu cái tít là cửa mở. Còn khi đi ra ngoài chỉ cần kéo cửa cho phát ra tiếng nhạc là nó tự khóa. Rồi nó hỏi anh về đám giờ mốt. Hôm anh lên nhà Út Thủy thấy xếp một hàng trên bàn. Anh có biết hết cái nào làm gì không? Tổ cha thằng danh, nó hiểu anh không thể nhớ những thứ cả đời anh chưa từng giở tay thì mần chi biết được. Rồi nó hỏi tiếp, ba thấy ba mà ở nhà cô Út thì ba có dễ chịu không? Đương nhiên, Hai Sơn không thể ở nổi hai ngày, bởi anh có quen được cái gì đâu, bí bách tù túng và phụ thuộc mấy vật dụng hiện đại như vậy. Thà anh về nằm phè bờ ao hay nhảy xuống ao lưới cá còn sướng hơn. Thằng nhóc ma lanh, nó nói mai mốt lên Sài Gòn ở nhà cô Út, nó cũng khổ sở vậy đó. Nó cứ chọc khẹo cha nó tưng tửng mà anh hiểu ra. Em gái anh mười mấy năm ở nơi đó đã quen, chẳng thể bắt nó trở lại như thời anh còn cõng nó lội đìa chụp cá. Hơn nữa, cả chồng và con nó sinh ra ở nơi đó, sao lại ép tụi nó sống như anh và lũ nhóc nhà anh được? Anh đã quá vô lý rồi. Bước trở vô nhà, ngang chỗ thằng Ba Khía đang coi cải lương với má nó. Anh nói nhỏ, chạy qua bác Tám nè, kêu ổng qua đây liền để ba bàn chuyện. Quay qua vợ, anh nói, Sài Gòn giờ đang giãn cách, ai ở yên đó? Mình điện cho con Út, nói chừng nào hết đợt giãn cách, vợ chồng nó đưa mấy đứa nhỏ về liền cho má an tâm. Trong khi chờ tới ngày đó, thì nhắn nó chịu khó gọi cho má mỗi ngày. Ngay giờ hả mình? Trễ rồi, hay để mơi đi. Với lại không dưng kêu cổ về, mà nhà mình thì... Tôi biểu thì làm đi, gọi liền, không nó ở trên ngày nào
má lo ngày đó, kêu nó không có mua bán chi hết, tiếp xúc đâu an toàn nữa. Dưới này món gì nó cần cũng có hết, thiếu gì cứ nhắn vợ chồng mình gửi lên. Dạ, em gọi liền. Mà sao mình không gọi cho cổ, bộ mình mắc cỡ hả? Mắc chi mà mắc, giờ tôi phải gặp Tám nè, kêu ổng xây cái nhà vệ sinh, sẵn Út Thủy về thì coi ý cất sao để nó quyết. Ba khía, thôi lấy xe chở ba đi gặp bác Tám cho lẹ. Tư Xuyến cười hinh hích, thằng Ba Khía nháy mắt với má nó rồi ra theo ba. Cả hai mẹ con đều biết Hai Sơn cố chấp y như trái quách già. Khi chưa đủ chín, có đập nó hồng rụng, mà khi chín rồi tự rơi ảo ảo. Cái vỏ ngoài xù xì xấu xí, mà cái giọt mềm xèo ai nạo cũng ra. Hai má con bàn nhau khích ba nó. Đúng lúc bà nội buồn lo dịch Covid-19 đã lan tới Sài Gòn. Lúc này là lúc thích hợp nhất để ba nó làm hòa với cô Út, là lúc hai cái đầu cùng cứng y chang nhau, trở lại nhu hòa như xưa. Tiếng đào đất thụp thụp làm bà Hai Bông tỉnh hẳn. Chàng ơi, mới cỡ 4 giờ sáng mà đứa nào đã động thổ ngay kế buồng bà. Đèn bên ngoài hắt vô, lố nhố bóng mấy đứa đàn ông mình trần, rồi tiếng thằng Hai dồn ràng. Anh Tám coi kỹ thuật cho chắc nhen, tính cho kỹ để khi nối tường phòng má tôi ra là cái toilet này nằm giữa hai phòng, và tính cái mé tường nào lắp lạnh hợp lý nhất. Trời ơi, bà nằm mơ cũng hồng nghĩ thằng con cứng đầu lại lên cơn mần nhà cái một như vậy. Bà không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Đúng là trời sinh tánh. May mà nó còn biết câu máu mổ, biết dọn cái tự ái cao như núi y chang cha nó hồi xưa là bà mừng. Mới hừng sáng mà con Xuyến đã trộn rộn bếp núc. Thấy bà ra, con Bần cười ngoác tận tai, chỉ tay ra vạt dừa bên hông vườn. Cha nó đang khoèn dừa khô, nghe đâu để gói bánh dừa gửi lên cho cô Út. Bởi bữa gọi điện cho cô, bà nội cứ chép miệng: tội nghiệp con nhỏ, than thèm đủ thứ, thèm từ cái bánh dừa quê mình. Bà Hai Bông cứ như đang mơ, bệnh dịch như đang xa lắm. Lòng bà đang mong ngóng giờ phút đón gia đình con gái về sau mùa dịch bệnh. Nắng đã lên cao, bà giục con Bần vô phòng lôi mấy bộ đồ bà ba cũ của anh em nó ra soạn lại. Cỡ hai đứa cháu ngoại bà giờ bằng y hai đứa cháu nội hồi đứa 10, đứa 8 tuổi. Mặc bộ đồ này rồi bốn đứa thoải mái mà lôi đỉa bắt cá, leo cây. Đợt dịch này tranh thủ cho hai đứa nhỏ Sài Gòn quen với đất, với vườn, cho tụi nhỏ biết nhớ gốc gác nguồn cội quê hương. Khói bếp bay vô mắt bà, thứ mùi khói thơm thơm khiến người ta hồng khóc mà xốn con mắt. Mùi khói rơm đó, con gái bà lần nào điện về cũng nhắc: má ơi, con thèm mùi khói rơm trong cơm của má, nhớ má quá à, má ơi.